12 tâm bất thiện. Rồi. Mình học được 30 tâm. Còn học thêm một buổi nữa. Buổi nữa học về tâm nữa. Chứ bây giờ cũng không học được, cũng hết được. Hết cái bài năm uẩn này nữa thì nó mới hết được cái bài khó. Khó nhất trong những cái bài khó. Nên là cái bảng lưu này là nói về tâm và tâm sở. Người nào mà học được hết cái bảng này thì mới hiểu được cái tâm và cái tâm sở, thì sẽ học được cái pháp vi diệu pháp. Vi diệu pháp, và trong cái quá trình thực hành thiền tuệ mình chỉ phân biệt mấy cái này. Cái quá trình một người hành tắc cho đắc thiền định, khi đắc thiền định rồi bắt đầu để mình chuyển sang mình phân biệt các cái thiền tuệ, thì bắt đầu lúc đấy mà đầu này các cả một cái quá trình thiền tuệ tức là chỉ có xoay quanh một cái bảng này để mà hiểu cặn kẽ chi tiết ra các cái loại tâm, hiểu chi tiết ra các cái tiến trình sinh diệt của tâm, cái tâm này có nhân nào nó sinh ra tâm này, cái tâm nó sinh nó diệt như thế nào, để mình hiểu ra được cái sự vô ngã của tâm, để mình hiểu ra cái tâm này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, để mình cắt đứt cái tham ái, cái chấp thủ vào cái tâm, và như vậy là giải thoát. Đấy là cái sự giải thoát nhờ có cái sự nhàm chán, ni tham, đoạn diệt từ bỏ, thấy được cái sự vô thường sinh diệt của tâm, thấy được cái dạng tạng vô ngã của tâm. Đó là giải thoát được khỏi chấp thủ vào thân và tâm. Chúng sinh còn tham ái chấp thủ với thân tâm thì còn trong sinh tử. Chúng sinh nào mà dứt được tham ái, dứt được chấp thủ với thân tâm thì sẽ chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Hồi hướng